Hello các ông, lại là Phẳng đây. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì đất nước hôm nay tôi đưa các ông tới chắc chắn sẽ khiến các ông phải kinh hồn bởi độ biến thái của nơi đây đấy nhá. Nghe nó sẽ cực kỳ là vô lý, nhưng tôi lại không hề bốc phét một tí nào luôn nhá. Khi những kẻ có cái sở thích biến thái là hấp diêm gái nhà lành, đáng ra phải cho chúng ngồi tù mọt gông cả đời, thì kỳ lạ thay, ở đất nước Indonesia này, bọn này không những được hấp diêm thoải con gà mái, mà sau khi xong việc, còn có vợ đem về nhà mà không phải chịu một bản án nào cả. Thật không thể chấp nhận được, chuyện quái gì đang diễn ra ở đất nước Indonesia này vậy? Phải để chị Phẳng đây làm chuyến tới đất nước này để làm cho ra nhẽ mới được. Let's go! Anh bạn Indonesia được thế giới biết tới với biệt danh là xứ sở vạn đảo. Khi nắm trong tay tới hơn 18.306 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, có đường kính bờ biển dài 54.716 km, tổng diện tích cả quốc gia là 1.922.570 km2. Tuy có rất nhiều đảo, nhưng trong số đó chỉ có khoảng 5.000 đảo là có người sinh sống. Dù vậy, dân số của Indo vẫn là một con số khổng lồ, tới 261.115.456 người. Phân bố chủ yếu trên các hòn đảo lớn như Sumatra, Java và Bali. Các hòn đảo này được phủ xanh bởi những khu rừng nhiệt đới rậm rạp với mức độ sinh học cao hàng đầu thế giới. Điều tạo nên sự khác biệt của Indonesia chính là thành phố Pontianak, thành phố duy nhất trên thế giới nằm lơ lửng giữa hai nửa bán cầu Bắc và Nam do nằm ngay trên đường xích đạo chạy qua, tạo nên nhiều hiện tượng tự nhiên kỳ thú chỉ nơi này mới có. Chưa kể là vì Indo còn nằm ngay trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nên đất nước này có tới 150 núi lửa nằm rải rác khắp cả nước và trở thành các điểm du lịch tuyệt vời như núi lửa Bromo, Đông Java, Tangkuban Perahu hoặc Tây Java. Sự phân bổ này còn tạo ra những nét đặc trưng văn hóa riêng cho Indonesia, khi nền văn hóa quốc gia này được hình thành bởi hơn 300 nhóm sắc tộc khác nhau có nguồn gốc từ nhiều quốc gia như là Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập và châu Âu. Cùng Phẳng đi khám phá thêm về những điều kỳ bí của quốc gia này nào. Thứ nhất, thầy ma đi tuần tra Covid. Chắc các ông còn nhớ Việt Nam mình từng có vị anh hùng bàn phím nào đó, đã từng nghĩ ra diệu kế cho chính phủ trong mùa cách ly là trả lương cho F0 ra đứng chốt kiểm dịch, để người dân khói và chạy nhảy lung tung. Tôi cứ tưởng ý tưởng đấy của Đông Lào đã là đủ hoành tráng, nhưng hóa ra cũng có ngày chúng ta phải xách dép cho anh bạn Indonesia vì độ chất chơi. Các đồng chí Indo thực hiện chính sách dịch đến nhà thì thầy ma cũng đánh. Thay vì để người thường canh chốt, dân Indo đã bế hẳn thầy ma ra đường cho làm anh hùng chống dịch. Đấy, thử hỏi xem, nếu có một con ma đứng ngay trước nhà, thì tôi đố bố con nhà ông nào dám ra khỏi cổng đấy. Vốn Indonesia đã nổi tiếng với những câu chuyện và lễ hội ma quỷ được tổ chức hàng năm. Thế nên trong bối cảnh nước này đang là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, ngôi làng Kepu trên đảo Java lại bị đồn âm lên rằng cứ đêm đến là có ma xuất hiện, làm người dân không ai dám ra ngoài. Thực tế thì đây là một biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19 của chính quyền địa phương, với hy vọng những cây ma, hay còn gọi là pocong, sẽ kìm được chân người dân ở trong nhà. Pocong trong truyền thuyết của Indonesia có hình thù ma quái, thường được bọc trong những tấm vải trắng với khuôn mặt đầy bột trắng và những đôi mắt viền đen thẫm. Trong văn hóa dân gian của Indonesia, pocong đại diện cho những linh hồn chưa thể siêu thoát. Một nhóm dân phòng và thanh niên mỗi tối sẽ cải trang thành các con ma pocong nhảy cả tưng khắp nơi dọa dẫm người dân, khiến họ sợ mất vía mà ở yên trong nhà, làm giảm những ca lây nhiễm trong cộng đồng nhanh đáng kể. Thứ hai, ngày Tết im lặng. Nghe cái tên đã thấy nó sai sai rồi đấy. Phẳng đây sống hơn 30 năm nổi bánh chưng rồi mà chưa từng gặp cái Tết nào mà im lặng cả. Đến các cụ còn bảo là vui như Tết cơ mà. Đấy thế mà ở Indonesia, họ lại ăn Tết theo kiểu âm thầm và lặng lẽ. Ngày Tết Nipi không âm thanh ở Indonesia là ngày Tết cổ truyền của người dân trên đảo Bali. Theo lịch Saka, nó thường rơi vào tháng 3 hàng năm và có nghĩa là ngày ma quỷ ra đường. Theo truyền thuyết Hindu của người Bali, vào ngày trước lễ, chúa quỷ Bhutakala sẽ xuống trần gian và lang thang khắp nơi để tìm người tế lễ. Nếu ai ra đường thì sẽ bị Bhutakala bắt về hiến tế. Để tránh Bhutakala quấy phá đến cuộc sống nhân loại, mọi người đều phải làm lễ để cúng vị chúa quỷ này. Lễ cầu nguyện được tổ chức vào ban đêm trong sự im lặng tuyệt đối. Ngày Tết không âm thanh rất được coi trọng ở hòn đảo này. Ít có một nơi nào đó trên trái đất dám ngưng các chuyến bay đến và đi ở sân bay quốc tế. Khách du lịch không được phép đi dạo xung quanh. Không ánh sáng, không nấu nướng và không đùa giỡn trong vòng 24 giờ. Thứ ba, phải cưới dâm tặc hấp diêm. Tại Indonesia, cho tới nay vẫn còn tồn tại một phong tục cực kỳ kinh khủng được gọi là kawin tangkap, có nghĩa là bắt dâu. Nghe tới đây chắc nhiều ông đang liên tưởng tới chuyện bắt vợ của người Hơ Mông đúng không nào? Thì các ông nghĩ không sai đâu, nó có nhiều nét tương tự với tập tục kéo vợ của người Việt Nam thật. Nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh thì độ kinh khủng tại Indonesia đáng sợ hơn rất nhiều.
tại Việt Nam, chuyện kéo vợ chỉ là một thủ tục để khẳng định giá trị và phẩm hạnh của người con gái, là một màn kịch được hai bên trai gái dựng lên để được về với nhau. Còn ở Indonesia thì lại khác, cánh đàn ông ngang nhiên la vào nhà một cô gái không quen biết, rồi kéo họ tới nhà gã đàn ông muốn cưới cô gái đó để gạo nấu thành cơm. Và cuối cùng là trói buộc họ vào một cái đám cưới khi chưa hề biết gì về nhau. Thậm chí là gia đình gã dâm tặc kia còn bao che và ủng hộ hắn hết lòng. Còn gia đình cô gái vì không muốn chịu điều tiếng sẽ đem con gái mình gả cho hắn ta. Kẻ bắt cóc sau đó được yêu cầu phải trả khoản tiền lớn để làm của hồi môn cho nhà gái. Thường là 6 con ngựa, trị giá khoảng 35 triệu rupee, hơn 54 triệu Việt Nam đồng trên một con, và 5 con trâu, mỗi con có giá từ 17 triệu đến 25 triệu rupee, tổng cộng khoảng 300 triệu rupee, gần 500 triệu Việt Nam đồng. Không chỉ các cô gái độc thân, mà thậm chí cả những người đã có chủ cũng có thể trở thành mục tiêu của phi vụ ép hôn này. Mà nếu cô gái chấp thuận theo chồng mới, thì gã bắt cóc cô sẽ phải đền một khoản tiền cho chồng cũ để xử lý thủ tục ly hôn. Cho tới ngày nay, dù đã bị chính phủ cấm, nhưng hủ tục này vẫn diễn ra thường xuyên, do có nhiều người nghĩ cần phải bắt được một cô gái nào đó để thể hiện sự giàu có và quyền lực của họ với dân làng. Thứ tư, siêu trộm khỉ. Khi tới với Indonesia, thì thứ mà các ông cần đề phòng nhất không phải là những tay cướp thiện nghệ hay kẻ trộm siêu phàm, mà hãy để mắt tới lũ khỉ ở đây. Bởi không ai biết trong vòng một cú chớp mắt thì thứ gì trên người các ông đã vào tay bọn đạo trích này. Tại đền thờ Uluwatu ở Bali, Indonesia, những con khỉ chính là thứ thu hút khách du lịch và tạo ra thu nhập cho các nhân viên ở đây. Nhưng có vẻ do bị lương lậu không được trả đúng hạn nên những em khỉ này khá bất mãn. Chúng không thèm tiếp khách niềm nở như trước mà tự mở ra một lối đi riêng kiếm tiền cho nhanh, bằng việc cướp tài sản của khách du lịch, rồi dùng chính những thứ chúng trộm được để người bị hại dùng thức ăn để chuộc lại đồ của mình. Điều này đã khiến các nhà khoa học tò mò về độ thông minh của bọn này. Các tiến sĩ, thạc sĩ ngành động vật học đã kéo nhau tới đây, cắm chốt dòng dã chỉ để nghiên cứu xem liệu bọn khỉ này có cơ hội tiến hóa tiếp hay không. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những con khỉ này có kỹ năng phán đoán giá trị đồ vật của nạn nhân và sử dụng khả năng này để tối đa hóa lợi nhuận cho chúng. Đôi khi bọn khỉ tặc này còn biết trả giá nếu nó kiếm được một món hời có giá cao như điện thoại di động, ví tiền và kính. Quá trình mặc cả giữa một tên cướp khỉ, du khách và nhân viên đền thờ thường kéo dài vài phút. Thời gian lâu nhất trước khi món hàng được trả lại cho khổ chủ là 25 phút, trong đó có 17 phút dùng để thương lượng. Điều đặc biệt là những con khỉ ở đền Uluwatu hoàn toàn là động vật hoang dã, không trải qua bất kỳ quá trình huấn luyện hay thí nghiệm nào. Thôi xong rồi, dần dần thì bọn này sẽ chiếm cả trái đất cũng nên. Thứ 5. Sống cùng người chết. Đối với nhiều người thì chết là hết. Thường thì sẽ chôn cất và làm đám tang trong 3 ngày để người thân có thể sớm an nghỉ. Nhưng với hơn 1 triệu người tại vùng Toraja ở Sulawesi, miền đông Indonesia, đây là một truyền thống đã có từ hàng thế kỷ. Họ lại chọn cách giữ lại thi thể của người thân ở ngay trong nhà dù họ đã qua đời và đối xử y như những người đang sống. Sau khi một người chết, họ sẽ phải chờ tới vài năm hoặc vài chục năm mới được tổ chức tang lễ. Nhưng thường thì sẽ được tổ chức cực kỳ xa hoa, vì họ nghĩ sau khi chôn cất người chết thì linh hồn họ mới rời khỏi xác. Và trâu chính là thứ sẽ đưa họ tới nơi tái sinh của kiếp sau. Vì thế các gia đình hiến tế số trâu nhiều nhất họ có thể để giúp hành trình của người chết thuận lợi hơn. Trong thời gian đó, gia đình sẽ giữ thi hài trong nhà và chăm sóc như thể họ chỉ đang bị ốm. Thi hài vẫn được phục vụ đồ ăn, đồ uống và thuốc lá 2 lần một ngày, được tắm rửa và thay quần áo thường xuyên. Người chết thậm chí còn có một cái bô ở góc phòng để làm nhà vệ sinh. Đặc biệt là người chết không bao giờ bị bỏ mặc một mình, những ngọn đèn luôn được thắp lên cho họ khi trời tối. Gia đình lo rằng nếu không chăm sóc chu đáo cho thi hài, linh hồn của người thân yêu đã qua đời sẽ gây rắc rối cho họ. Theo truyền thống, những loại lá và thảo mộc đặc biệt sẽ được trà sát lên thi hài để bảo quản. Nhưng ngày nay, họ tiêm vào thi hài hóa chất bảo quản là formalin để thay thế. Nó để lại một mùi hắc rất nồng trong phòng. Chỉ để tổ chức một tang lễ xa hoa lộng lẫy, người Toraja sẽ phải chi một số tiền cực lớn, nên họ hầu như dùng cả đời để tiết kiệm tiền cho ngày chết. Nếu là các ông ấy, thì các ông có dám làm thế hay không? Chuyên mục hôm nay của Thế Giới Phẳng tới đây thôi. Các ông thấy ấn tượng với điều gì nhất nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới video này nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của chúng tôi sớm nhất nha. Thế Giới Phẳng luôn hoan nghênh những bình luận đóng góp cho chuyên mục tiếp theo tới từ chính các ông đấy nha. Nên đừng ngại bật mí với tôi những điều mà các ông đang tò mò để cùng nhau đi khám phá nhé. Còn bây giờ thì bye bye!